Xin chào các bạn. Hôm nay công ty công nghệ Apple Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm máy điện thoại để bàn với tay cầm không dây của hãng Panasonic với mã là KX-TGC313 CX. Về chi tiết của sản phẩm chúng ta sẽ có là 3 cái điện thoại không dây có thể sạc lại được với pin sạc lại gắn ở bên trong. Đây là ba cái điện thoại không dây. Tiếp theo phía dưới là ba cái đế sạc, ba đế sạc điện thoại, ba đế sạc cho điện thoại để cắm nguồn và ba cục sạc bộ đổi nguồn đi kèm theo ba máy. Sáu viên pin dùng cho ba máy. Hàng chính hãng của Panasonic, pin có thể sạc lại được. Và một dây điện thoại line để kết nối cái đường điện thoại và máy điện thoại để nằm thoại. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi về chi tiết của từng máy điện thoại. Máy điện thoại Panasonic là thì chúng ta sẽ có một cổng cấp nguồn 5,5V và một cổng đường line điện thoại. Đây chính là cái máy chính để lấy tín hiệu điện thoại từ bên ngoài. Tiếp theo là các máy con đây. Máy con thì chúng ta chỉ có mỗi một cổng sạc dạng kết nối như đường line điện thoại với nguồn cung cấp là 4,8V. Chúng ta có hai máy con, một máy chính. Còn về phần tay cầm không dây thì trên máy điện thoại của chúng ta có các phím chức năng nghe gọi, các phím bấm số, các phím loa, tắt loa và màn hình hiển thị. Sản phẩm có thiết kế rất là chắc chắn, đẹp mắt, dùng rất là ổn định. Trên đây là giới thiệu về bộ sản phẩm máy điện thoại để bàn của hãng Panasonic. Mọi chi tiết về tư vấn và mua hàng với giá tốt nhất xin mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn để được mua hàng và website điệnchuyenghiệp.vn để được tư vấn về giải pháp tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.